Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình. Bạn đó có yêu cầu mình là hướng dẫn cho các bạn làm một cái bộ nguồn LED driver bằng cách dùng cái tụ quạt. Thì như các bạn cũng đã biết, trong một số đèn netbook hoặc là LED T8 hoặc là LED ông trần nha các bạn, bên trong những cái đèn này là nó có nguồn LED driver này đã cung cấp nguồn cho tất cả các chip LED này nó sáng. Đây là cái bộ nguồn LED driver cơ bản của nó nha. Đa phần là cái bộ nguồn LED driver này nó hư, là mất áp ngõ ra là do cái con IC này nè, IC vô động ha. Thì một số bạn là rất khó mà tìm ra cái con IC này, hoặc khó mà tra linh kiện tương đương á. Trong việc thay thế cái con IC vô động này nó hư, hoặc là các bạn tìm mua cái bộ nguồn LED driver khác á, rất khó khăn ha. Thì các bạn đó nhờ mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chế tạo cái bộ nguồn LED driver không dùng những cái linh kiện như thế này, mà dùng những cái tụ quạt. Đây là cái tụ khởi động của quạt bàn nha các bạn, quạt hay là quạt treo tường. Đây là cái tụ 2 microfarad, được áp là 400 mA nha các bạn. Còn ở đây nữa có một cái tụ nữa các bạn. Đây các bạn nhìn thấy giá trị không? Là 1.5 microfarad nè các bạn. Một phẩy năm microfarad, 400 V AC ha. Thì cũng đây cũng là một cái tụ quạt luôn nha. Thì hai cái tụ này á là rất phổ biến, mua ngoài thị trường rất dễ nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách độ chế cái nguồn LED driver cho mấy cái bóng đèn LED này, đặc biệt là đèn LED tiếp LED T8 hoặc là cái đèn LED bulb công suất lớn nè các bạn. Mình liệt kê một số linh kiện cần thiết để các bạn độ cái nguồn LED driver nha. Cho đèn LED dùng cái tụ quạt 1,5 microfarad hoặc là 2 microfarad. Thứ nhất là linh kiện, là ở đây là một, các bạn dùng cho mình một con IC chính lưu ha, hoặc là 4 con diode rời. Rồi, IC chính lưu ở đây á, các bạn có thể dùng cho mình á. Đây các bạn mua mấy con IC chính lưu rồi nha các bạn. Ở đây là các bạn nhìn cái mã số của nó nè các bạn. BPU ha, 1010 ha. Có thể mua loại này hoặc lấy con GPU nè, 803. Nếu các bạn không có những cái con linh kiện này, các bạn có thể lấy chính cái bộ nguồn LED driver mà bị hư luôn nha các bạn. Đây chính là cái con đây IC chính lưu của bộ nguồn LED driver luôn. Nó cũng là điện áp nó cũng ra khoảng tương đương cái con GPU 803 này các bạn. Hai con này thay thế cho nhau được nha. Thì các bạn nếu trường hợp mà các bạn không mua được con này thì các bạn lấy luôn cái con trong bao nguồn LED driver á. Nói chung là ra cái điện áp sau chính lưu á nó cũng ra giá trị tương đương luôn. Còn trường hợp mà các bạn mà không có cái con IC chính lưu này, các bạn dùng 4 diode cho mình nha. Thì 4 diode đó các bạn dùng lại rời á, là dùng 4007 á, hoặc là mấy con diode chỉnh lưu nè, loại dán SMD á, các bạn lấy nè các bạn ấy nha. 4 con diode chỉnh lưu này á thì nó thay thế bằng một cái con IC chỉnh lưu này nha các bạn. Trong IC chỉnh lưu này tích hợp 4 con diode này. Các bạn cho mình dùng cho mình một cái tụ quạt nha các bạn. Tụ quạt là cái tụ khởi động trong quạt ha. 1,5 microfarad 400 V hay là 2 microfarad 400 V là những cái tụ như thế này nha các bạn. Tiếp theo đây các bạn dùng cho mình một cái con điện trở tùy chọn ha.
điện trở tùy chọn á, như các bạn dùng như 110kg ha, hoặc là 470kg, hoặc nói chung là các bạn lấy giá trị lớn hơn khoảng 110kg là được nha các bạn. Là 110kg mới trở lên ha. Tiếp theo các bạn dùng một cái tụ lọc nguồn tùy chọn cái điện áp nó ra, nó phụ thuộc vào cái điện áp sau chỉnh lưu nha các bạn. Thì đây là cái sơ đồ mạch của nó. Thứ nhất là cái điện áp 220V AC ngõ vào ha. Các bạn lấy cái tụ C1, tụ C1 là cái tụ quạt nha các bạn, là nó có giá trị là 1.5 microfarad, điện áp là 400V AC là nó làm việc của nó nha. Còn cái R1 thì các bạn chọn cái giá trị hôm nãy là giá trị R1 đây nè, là 110kΩ trở lên ha. R1 này có tác dụng là xả, giúp cho cái tụ C1 này nó xả điện nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, các bạn là 4 diode này nè, là 4 diode rời, hoặc là các bạn dùng một cái IC chỉnh lưu ha. Rồi ở đây nữa là các bạn dùng cái tụ lọc nguồn nó ra nè, đây là chính là cái tụ C2 nha các bạn. Thì tùy vào cái giá trị mà các bạn điện áp mà sau chỉnh lưu đó, nếu mà cái điện áp của các bạn là khoảng 200V DC đi, mình giả sử nha các bạn, sau chỉnh lưu là 200V DC, thì các bạn chọn cái giá trị C2, tụ C2 có là 6.8 microfarad, điện áp là việc là khoảng 250 nè, hoặc là 400V DC luôn nha các bạn. Còn trường hợp mà cái này giá trị C2 nó khoảng 100V DC á, thì các bạn chọn cái điện áp làm việc á là khoảng 100V DC nha các bạn. Mình giả sử được cái tụ này nè, là cái điện áp làm việc của nó các bạn chọn á là nó phải cao hơn cái điện áp mà ngõ ra nha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đo điện áp ngõ ra sau cầu chỉnh lưu ha. Nói chung là cái điện áp tụ C2 nè nó lớn hơn cái điện áp B cộng ở trên đây nè là được. Chứ nếu mà các bạn là nhỏ hơn bằng là nó sẽ gây là nổ tụ hoặc phù tụ nha các bạn. Thì các bạn lựa chọn cái tụ C2 á nè, cái đó tùy chọn ha, giá trị chở tùy chọn luôn. Ngoài ra các bạn tính theo đối với số lượng chip led trong bo mạch như thế này nè, thì nếu các bạn mà tính cái điện áp mà đủ rồi á, thì các bạn không cần phải thêm con điện trở R3 nha các bạn. Con điện trở R3 có thể các bạn mắc thêm, hoặc là các bạn không cần thiết mà phải mắc thêm điện trở R3. R3 có tác dụng là hạn dòng nha. Thì tùy vào cái điện áp ngõ ra các bạn có thể mắc thêm, hoặc là các bạn bỏ con điện trở R3 đi. Mình giả sử giờ cái điện áp này á, cái điện áp ngon C2 này khoảng 12V DC đi, mà cái số lượng chip led của các bạn á, mình giả sử ví dụ một con chip led cái điện áp là làm việc là khoảng 3V. Đối với chip led 2835 đi, mà ở đây các bạn có trong cái mấy cái mạch này á chỉ có 3 chip led thôi, thì nói chung điện áp làm việc của các bạn là 9V. Thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải mắc thêm con R3 để mà hạn dòng cho 3 con chip led này. Thì bình thông thường mình ví dụ là nó phải 4 con chip led nó mới ok, thì các bạn thì ra điện áp 12V. Ở đây các bạn chỉ có 3 chip led thôi, thì các bạn bắt buộc phải mắc thêm điện trở R3 nha. Từ R3 là có tác dụng là hạn dòng. Còn nếu mà cái số lượng chip led trong mạch đó mà ổn rồi, bằng với điện áp mà nó ra rồi, thì các bạn không cần phải mắc thêm R3 nha, không cần phải hạn dòng. Thì cái này là mắc thêm thôi ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ nói về cái cách đo mà mấy cái con IC chỉnh lưu này nha các bạn. Và cái cách kiểm tra sao các bạn nhìn ở đây nè,
đây là cái mã số của nó nha, các bạn không cần quan tâm ha. Các bạn nhìn thấy không, cái hai chân giữa của nó là cái chân AC ngõ vào nha các bạn, lấy chân cấp nguồn AC ngõ vào ha. Còn hai chân bìa nè các bạn là cái chân điện áp sau chính lưu ha, chân cộng chân trừ. Thì đây các bạn có thể xác định đo nguội nha các bạn, đo hai chân AC nè, hai chiều á đều không lên kim ha, hoặc là lên, nó lên lên nhưng mà lên giá trị cao nha các bạn, là IC tốt nha. Còn trường hợp á các bạn tiếp theo các bạn đo hai chân cộng chân trừ nó ra của cái cầu diode này thì một chiều nó lên á, còn một chiều nó lên khoảng là hơn 600 ohm nha các bạn, là ok. Đây mình sẽ đo nguội cái con IC9LU này nha các bạn. Cái linh kiện á, trước khi mà các bạn ráp vô các bạn phải test thật kỹ nha, coi nó có ổn hay không, phải đúng, phải nó phải chuẩn, nó nói chung là nó còn sống nên các bạn phải mới ráp vạch được. Và đây mình chỉnh cái thang đo là khoảng nó đi ốp nha các bạn. Rồi các bạn cứ đo đây, các bạn đảm chiều quay đo luôn nha, đo thuận đo ngược luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đo cái cân chân cộng chân trừ trước nha các bạn, đo một chiều lên nè các bạn, nó lên khoảng hơn 600 ohm nha các bạn. Nè 600 ohm ha, hơn 600. Rồi các bạn đảo chiều quay đo lại thì nó xông lên nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn đo cái chân A, hai chân AC nè, một chân nó sẽ không lên ha, hoặc là nó lên mà giá trị cao nha các bạn, nó sẽ không lên kim ha, không lên số luôn nha. Không có giá trị nha các bạn. Đây là đối với con GBU 803 nha các bạn. Và tiếp theo đây các bạn lấy cái con PPU 1010 nha các bạn cũng đo tương tự ha. Thì giá hai chân cộng chân trừ nè các bạn. Rồi các bạn thấy không? Mình đo được giá trị là khoảng 642 ohm nha các bạn, cộng trừ ha. Rồi sau đây mình sẽ đảo chiều qua đo lại. Rồi nó không lên nha các bạn. Rồi tiếp theo đây các bạn đo hai chân AC, hai chân giữa là AC. Rồi nó lên giá trị khác lớn nha các bạn, khá cao ha. Các bạn đảo chiều quay đo cũng tương tự nha. Đây nó không lên nha các bạn. Rồi như vậy là những cái con IC9LU này là tốt nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ ráp mạch. Ở đây mình sẽ dùng một con tụ có giá trị là khoảng 2 microfarad 400V nha các bạn. Đối với những cái điện áp mà các bạn cần cái điện áp cao á, giống như mấy cái led bulb này nè, cái công suất khoảng 18W hoặc là 20W gì á, là các bạn dùng cái tụ có giá trị là khoảng 2 microfarad nha các bạn. Còn đối với những cái led bulb mà công suất nhỏ hơn á thì các bạn dùng cái tụ 1.5 microfarad cho mình nha. Như cái đèn led bulb là khoảng 9W gì á, các bạn dùng với những cái tụ mà nè, dùng tụ 1.5 microfarad cho mình thôi. Tại vì ở đây nó quy định nha các bạn, khi mà các bạn cần cái điện áp cao á thì các bạn lấy cái tụ 20 microfarad cho mình, còn các bạn khi mà các bạn cần áp điện áp thấp hơn á thì các bạn lấy cái tụ 1.5 microfarad thôi nha. Thì nó sẽ tỷ lệ thuận với điện áp nó ra nha các bạn. Cái áp nó ra các bạn thấp á thì các bạn chọn tụ nhỏ, còn các bạn muốn áp cao á thì các bạn chọn tụ lớn ha. Thì mình sẽ tiến hành ráp mạch nha các bạn. Đối với cái tụ 2 microfarad này mình sẽ demo nha. Sau đó mình sẽ lấy một cái con điện trở khoảng
110kg nha các bạn. Ở đây mình không có con điện trở 110kg, mình lấy cái hai con điện trở 220kg mình mắc song song ở đây thì nó sẽ ra cái giá trị là khoảng 110kg. Rồi các bạn mắc song song hai con này lại nha. Ở đây mình sẽ mắc, mình đã mắc song song rồi. Đây cái tụ 20 nha. Rồi mắc song song con điện trở 110kg nha các bạn. Rồi một đầu á, đầu này nè, nó sẽ ra cái đường AC 220V ha. Còn một đầu á, nó sẽ đi vô cái cầu diode nha các bạn, hay là cái con IC chính lưu ha. À, nó sẽ có hai đầu. Rồi ở đây mình sẽ làm một cái bảng nha các bạn. Cái điện áp ngõ ra nó sẽ phụ thuộc vào, một á là do con tụ này nè, cái giá trị tụ ha. Hai á là nó phụ thuộc vào cái giá trị của cái con IC chính lưu nha các bạn. Ở đây mình sẽ demo cho các bạn thấy ha. Mình sẽ dùng hai con IC chính lưu nha các bạn. Một con FBU 1010 và một con GBU 803. Hai VAO và cái cường độ điện coi nó có khác nhau như thế nào ha. Trước tiên á mình sẽ làm cái con FBU 1010 trước nha các bạn. Đây là con FBU ha. Đây là hai cái dây AC, đường AC nha các bạn. Thì đây á, các bạn nhìn sơ đồ nè, mình sẽ nối nha. Đây là cái tụ nha các bạn. Rồi mình nối vô hai cái chân AC, nói chung là hai chân giữa nè các bạn, nhìn đây nè, các bạn nhìn vô hai chân giữa của IC ha. Các bạn nối vô hai chân giữa ha các bạn. Rồi còn hai chân cộng chân trừ là bên ngoài bìa nha. Rồi mình sẽ nối vô một cái chân giữa ở đây. Nối chân nào cũng được nha các bạn. Một chân giữa ha. Nối bất kỳ. Rồi. Thì các bạn thấy giống sơ đồ. Rồi còn hai chân cộng, cái này là nối vào cái dây AC nha các bạn. AC đây. Mình lấy một cái đầu nối nhanh nha. Mình kẹp vô. Ở đây á các bạn. Hai cái chân ngõ ra nè. Rồi mình sẽ hàn hai sợi dây luôn nha. Rồi mình lấy hai sợi dây điện nha các bạn. Mình hàn vô hai chân ngõ ra cộng trừ. Các bạn nhìn nè. Chân cộng các bạn hàn nó có dấu nha các bạn, anh dấu cộng trừ á thì các bạn hàn đúng nha, chính xác vị trí. Ở đây mình lấy dây đen nha các bạn, mình hàn vô chân âm ha. Còn dây đỏ mình hàn vô chân dương. Rồi, như vậy đã xong nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh nữa. Mình nối qua để mình đo cái điện áp và cái cường độ dòng điện ngõ ra luôn. Coi nó được bao nhiêu. Ở đây mình đo điện áp thì mình chỉnh vào cái thang đo khoảng 1000mDc nha các bạn. Mình coi cái điện áp ngõ ra nó khoảng bao nhiêu. Rồi dây đỏ dây đen nè các bạn kẹp vô.
Đây cái điện áp sau chính lưu ha, nó ra bao nhiêu vôn? Và que đỏ que đen á các bạn cặp vô tương ứng luôn nha. Tiếp theo đây mình sẽ lấy một cái ổ cắm mình cấp nguồn vô nha các bạn. Đây mình sẽ cắm điện vô, mình coi cái đo cái điện áp là khoảng bao nhiêu. Các bạn lưu ý nha, đây là cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp 220V. Các bạn giật sờ vô là nó giật nha các bạn. Nên các bạn lưu ý là an toàn điện đặt lên hàng đầu cho mình nha. Không được chạm vô nha các bạn. Điện áp, tại vì điện áp cao quá nó sẽ gây cho các bạn giật luôn á, giật trực tiếp luôn. Cái giá trị cái ngõ ra các bạn có thể đo được là khoảng là 313V nha các bạn, 312 313V. Đây mình sẽ ghi cái VR ngõ ra nha các bạn. Đối với con IC FPU 1010 là 313V nha các bạn. Và tiếp theo đây mình sẽ đo cái giá trị cường độ dòng điện ngõ ra của cái IC chính lưu này á, coi bao nhiêu nha các bạn. Mình chuyển vào cái thang đo 10A nha các bạn. Đây mình sẽ bật nguồn lên. Cái giá trị của mình là khoảng là 0,13A, có nghĩa là 130mA nha các bạn. 0,13A. Đây là cái giá trị thứ nhất nha các bạn. Đối với con IC 1010 ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình làm tương tự đối với con GPU 803 nha các bạn. Coi cái giá trị của mình đo được khoảng bao nhiêu ha. Rồi mình tiến hành mình tháo ra nha các bạn. Nói chung á, mấy cái mạch này á, nó đơn rất là đơn giản, linh kiện nó ít thôi. Nhưng mà các bạn á, tuyệt đối các bạn an toàn điện các bạn đặt lên hàng đầu nếu bị giật nha các bạn. Thì mạch nguồn hạ trực tiếp nó nguy hiểm ha. Nó không phải như mấy cái mạch dùng biến áp xung hoặc là mấy cái biến áp á, là mạch nguồn cách ly của mấy những mạch này hoặc là mấy cái mạch nguồn led driver này á, là cái mạch nguồn trực tiếp nha các bạn. Nên các bạn làm điện á, các bạn phải cẩn thận. Rồi mình đã tháo ra cái con này ra rồi. Tiếp theo đây mình sẽ làm đối với con GPU 803. Các bạn cũng hàng tương tự ha. Chân AC là chân cộng chân trừ nè, hàng vô. Các bạn lấy một cái dây nữa nha, rồi các bạn hàn thêm vô. Rồi các bạn cũng hàn lần lượt như cho mình nha. Hàn vô hai chân AC tương ứng ha. Rồi hai chân
DC ngõ ra luôn. Các bạn không có cái con IC này thì các bạn có thể lấy cái con trực tiếp cái con IC nguồn LED driver cũng được nha các bạn. Hoặc là các bạn lấy 4 con điện ốc rời ra các bạn ráp thành mạch cầu ha. 4 điện ốc rời là 4007 á. N407 nha các bạn. Rồi sau đây nè, mình đã hàng xong rồi. Tiếp theo các bạn cấp nguồn cho nó nha. Mình lấy cái đầu dây các bạn, mình sẽ kẹp vô tương tự như hôm nãy. Rồi, như vậy đã xong nha các bạn. Tiếp theo mình cũng lấy cái ổ cắm mình cấp nguồn vô cho nó. Ở đây mình đo cường độ dòng điện trước luôn nha các bạn. Coi nó ra bao nhiêu ha. Rồi, mình bật nguồn lên nha. Các bạn thấy không? Đối với con GPU 883 này á, cái giá trị cường độ điện của mình là cũng tương đương nhau là 0.13A, có nghĩa là 130mA nha các bạn. Mình sẽ ghi giá trị này luôn ha. Đây, cái giá trị nói chung là cường độ điện nó ra không thay đổi nha các bạn, 0.13A. Tiếp đây mình sẽ đo cái điện áp nha, nó ra, coi nó ra bao nhiêu. Mình chuyển một cái thang đo khoảng 1000V nha DC nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn cho nó. Các bạn thấy không? Ở đây mình đạt được cái giá trị là khoảng 213V nha các bạn. Nè, 213. Rồi, như vậy á, các bạn thấy ra cái điều gì? Cái giá trị cường độ điện á của cái mạch nguồn hạ áp này á, nó không thay đổi, nó khoảng 0.13A. Tuy nhiên, đối với những mạch đó mà các bạn cần cái điện áp lớn á, thì các bạn dùng cái con FPU 1010 cho mình. Còn đối với mạch bình thường á, thì các bạn dùng 4 điện ốc rời, hoặc là chính là những cái con IC9 lưu này nè. Nó cũng ra cái giá trị khoảng tương đương cái con GPU 803 nha các bạn. Thì đây, như các bạn thấy có một sự chênh lệch khá lớn các bạn. Chênh lệch là khoảng 100V lận nha. Khi mà mình thay đổi cái con IC9 lưu như thế này á, là nó thay đổi được cái giá trị khoảng 100V DC nha. Thì đối với những cái mạch mà cái nguồn tiếp LED T8 á, hoặc là mấy cái đèn LED bulb kiểu nào 18W hoặc là 30W đó các bạn, cái dùng nguồn LED driver như thế này á, thì các bạn có thể dùng cái con IC9 lưu 1010 thay thế vô là nó ra được cái điện áp lớn như thế này. Thì một cái số lượng chip LED nó nhiều quá thì các bạn phải tính toán ra số lượng chip LED đi nha các bạn. Còn đối với những trường hợp mà cái đèn LED bulb mà công suất nhỏ, nó cần số lượng chip LED ít á, thì các bạn dùng cái mạch này nha các bạn. Còn trường hợp mà cái điện áp này á cao quá, các bạn nhận thấy là nó khá cao á, thì các bạn có thể
không dùng những cái con tụ quạt này, mà các bạn có thể dùng những cái con tụ gốm như thế này nha các bạn. Nè tụ gốm này nè, đây là những con tụ gốm mà như cái tụ 105 á, nó có giá trị mà điện dung á nó nhỏ hơn cái giá trị khoảng 20, 1.5 mi nha các bạn. Nói chung là các bạn chú ý cho mình á, cái tụ nó càng cao á thì điện áp ra nó càng cao nha các bạn, còn cái tụ càng thấp á thì nó ra thấp hơn. Thì các bạn dùng cái tụ 20 là nó điện áp cao rồi thì mình giảm xuống 1.5 mi hoặc là 1 mi 1 microfarad, thì cái điện áp nó để kéo theo nó giảm hết xuống nha các bạn. Thì các bạn thay đổi giá trị tụ nè, thì muốn điện áp nó thay đổi thì các bạn thay đổi giá trị tụ sơ 1. Ngoài ra các bạn chú ý thay đổi cái con IC 9 lưu này cho mình là ok ha, nó sẽ đi kèm với cái giá trị này, tăng hoặc giảm cái VO bỏ ra nha các bạn. Còn cái dòng điện của mình nó là không thay đổi ha, khoảng 0.3 ampere. Còn đối mà khi mà các bạn có được cái điện áp ngõ ra đây nè, như giả sử như các bạn nhìn thấy hai giá trị này khá cao nha, thì đây các bạn có thể chọn được cái con tụ C2, cái điện áp làm việc của nó là khoảng 400V nha các bạn. Nè các bạn lựa chọn cái điện áp làm việc của nó là khoảng 400V, là lớn hơn hai giá trị 313 hoặc là 23. Các bạn không nên lấy giá trị khoảng 100V nha các bạn, từ dưới cái hai giá trị này á là tụ nó sẽ phù hoặc nó nổ tụ luôn. Nên cái điện áp làm việc của tụ là khá quan trọng nha. Khi mà các bạn đo được cái giá trị này, coi chứ không bằng các bạn độ chế mạch đó là cái giá trị khoảng 12V đi, thì các bạn có thể dùng cái tụ nhỏ hơn. Dùng cái tụ khoảng 50V nha các bạn, 2.2mm hoặc 3.3mm. Mà cái giá trị điện áp này á nó nằm là khoảng là 50V nha. Đối với giá trị mà các bạn điện áp VO ra nó khoảng 12V DC thôi. Còn một lưu ý nữa, mình nói về cái điện trở mắc thêm R3 nè các bạn. Khi mà các bạn đo, mình giả sử đi, trong mạch này á có số lượng chip led, khi mà các bạn độ chế cái nguồn dùng cái tụ quạt này nè, các bạn cảm thấy cái điện áp này khá cao nha các bạn. Các bạn đếm số lượng chip led đó có nó ổn hay không. Khi mà số lượng khá cao á, các bạn mắc thêm một cái con điện trở hạn dòng cho mình nha. Đây là các bạn có thể tính được cái điện trở R3 nè, là các bạn mắc thêm vô cái dãy chip led này nè để hạn dòng. Thì ví dụ mỗi con chip led như chip led 2835 á, thì nó cái điện áp làm việc của nó 3V nha các bạn. Thì các bạn tính toán theo y như công thức, rồi các bạn suy được cái con điện trở R3 mắc thêm hạn dòng cho mấy chip led này để đảm bảo cho chip led này nó sáng đều với lại nó an toàn. Thì đối những với cái đèn led như thế này các bạn, bên trong của nó là nó sẽ ra là hai con chip led hoặc ba chip led mắc song song nha các bạn, rồi nối tiếp. Đây mình vẽ sơ bộ như thế này. Như vậy nè các bạn, những cái mạch đèn led á nó có hai con chip led mắc song song rồi nối tiếp với hai chip led khác tạo thành nguyên một dãy nha các bạn. Thì đây á mình đo cái giá trị y là đi y tổng á, dòng nó qua là khoảng là 0.13 là 130mA nè các bạn. Thì giá trị này á, nó sẽ chia làm hai phần ha, Y1, Y2 nha các bạn. Nè, cái này Y1 nè, này Y2 nè, cái qua chip led thứ hai là Y2 ha. Thì mỗi chip led á, cái dòng của nó các bạn, nó sẽ bằng 130 chia 2 ha. Vậy là mỗi chip led nó dòng là khoảng là 65mA thôi nha các bạn, là ok. Y-led nè bằng 65mA. Như vậy là tốt nha các bạn. Tại vì cái Y-led mắc của mình á, nó nằm trong khoảng là
bằng 150mA. Mà ở đây mình vô tính ra cái led của mình là chỉ 65mA, là cái mấy chip led này á nó sẽ sáng, nhưng mà đồng thời cái dòng của nó nhỏ hơn 1/2 luôn nha các bạn, so với cái dòng mắt nè, nên cái chip led này nó khá bền, sáng, nó sáng đều, nó mát hơn. Thì như vậy á, là đối với những cái mạch mà các bạn dùng những cái tụ quạt như thế này là các bạn hoàn toàn thay thế được cái nguồn led driver khi mà nó bị hư IC hoặc là nó bị cháy, chập cháy, hoặc là các bạn tìm không ra linh kiện nha. Những cái mạch nguồn của mấy cái đèn led như thế này nè, các bạn có thể hoàn toàn dùng tụ quạt các bạn thay thế được. Rồi, và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn độ chế một cái nguồn led driver bằng cách các bạn dùng tụ quạt ha. Tụ quạt ở đây mình dùng loại hai loại, loại 20 hoặc là 1.5mm. Thì tùy theo, thứ nhất á, là cái con IC chỉnh lưu loại nào mà các bạn có cái mức điện áp ngõ ra tương ứng khác nhau nha các bạn. Đây, các bạn cần cái điện áp ngõ ra như thế nào thì các bạn dùng hai một trong hai con này. Ngoài ra, nếu mà thay đổi cái giá trị VA ngõ ra, các bạn còn một cách nữa là các bạn kết hợp luôn, là các bạn thay đổi giá trị tụ C1 nha các bạn. Khi mà các bạn dùng cái tụ 20 á thì cái điện áp ra khá cao ha. Còn đối với những các bạn dùng 1.5mm á, cũng mới 1.2 cái con IC9 lưu này á, thì giá trị nó sẽ thấp xuống nha các bạn. Còn các bạn dùng những cái tụ gốm á, giá trị 1mm á, thì điện áp nó ngõ ra nó sẽ thấp hơn nữa nha các bạn. Đồng thời á, với số chip led nhiều hết thay đổi á, thì các bạn tính được cái con IC R3 nha các bạn, bắt thêm điện chở R3 hạng dòng để bảo vệ cho chip led thôi. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.